Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh mục tư vấn của Khiêm Toyota Tân Cảng nha quý vị. Hôm nay thì Khiêm sẽ tư vấn quý vị về một số cái thay đổi trong cái quá trình rút hồ sơ gốc. Thì trước đây á, trước ngày năm ngày 21 tháng 5 2022 á, khi mà quý vị mua những mẫu ô tô cũ á, mà cùng tỉnh á, thì quý vị không cần phải rút hồ sơ gốc. Quý vị chỉ cần ra phòng công chứng, quý vị ký cái hợp đồng mua bán giữa hai bên với nhau. Sau khi có hợp đồng công chứng mua bán đó, quý vị cài số khung số máy rồi quý vị sẽ tiến hành sang tên đổi chủ thôi. Tại vì trước đây thì tất cả những hồ sơ gốc ô tô á, thì nằm ở phòng cảnh sát giao thông tỉnh, nên chúng ta không cần phải rút hồ sơ gốc. Nhưng mà kể từ ngày 21 tháng 5 2022 á, khi mà chuyển cái việc đăng ký xe ô tô từ phòng cảnh sát giao thông tỉnh về các huyện á, thì lỡ như quý vị mua xe cùng một tỉnh á, mà nó khác huyện á, thì quý vị phải cần rút hồ sơ gốc hay không? Thì Kim phân ra ở đây thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nha quý vị. Tại vì hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà quý vị giả sử cái xe nó đang ở quận 1 đi, quý vị mua về Nhà Bè đi, với là một cái xe mua về quận 3 đi, xe đang ở quận 1 quý vị mua về quận 3 hoặc quận Thủ Đức, rồi một cái xe cũng ở quận 1 mua về Nhà Bè hay là Củ Chi đi. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh á, quý vị sẽ phân biệt dùm Kim đó là từ nó có giai đoạn là từ ngày 21 tháng 5 2022, trước ngày đó và sau ngày 21 tháng 5. Thì nếu như quý vị xe quý vị đăng ký trước ngày 21 tháng 5 á, thì quý vị rút hồ sơ gốc ở 282 Nơ Trần Long hết rồi quý vị. Còn sau ngày 21 tháng 5 thì bên cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh á, sẽ tiến hành chuyển về đăng ký ở năm của huyện á, thì quý vị phải rút hồ sơ ở huyện đó ha. Và nếu như thời điểm bây giờ quý vị mua một cái xe mà ở quận 1, như nãy Kim nói đi, mua quận 1 về quận 3 hoặc quận Thủ Đức, thì hiện tại những cái xe này quý vị không phải rút hồ sơ gốc, vì hồ sơ gốc vẫn nằm ở 282 Nơ Trần Long, nên là quý vị không cần phải rút hồ sơ gốc. Nhưng mà nếu quý vị mua cái xe đó về năm huyện của thành phố Hồ Chí Minh, đó là Củ Chi nè, Cần Giờ nè, Nhà Bè nè, Hóc Môn và Bình Chánh, thì khi đó quý vị bắt buộc phải rút cái bộ hồ sơ gốc về các huyện đó thì quý vị mới đăng ký được, coi như là quý vị mua xe khác tỉnh đó. Ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ có một cái đặc biệt là khi mà quý vị chủ xe mới mà ở năm cái huyện của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì quý vị bắt buộc phải làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Còn ở các tỉnh thì sao? Các tỉnh bây giờ thì đều cho đăng ký xe ở huyện hết, nên giả sử quý vị mua xe mà khác huyện, ví dụ như xe đó ở tỉnh Đồng Nai đi, mà xe đó đăng ký ở Biên Hòa đi, bây giờ quý vị mua về Long Thành, Nhân Trạch đi, thì khi đó quý vị bắt buộc phải rút một bộ hồ sơ gốc như là một bộ hồ sơ xe khác tỉnh trước đây á, quý vị phải rút hồ sơ gốc. Xong rồi quý vị về dưới Long Thành, quý vị phải làm hồ sơ đóng thuế này, rồi quý vị khai tờ khai đăng ký này, và quý vị đăng ký xe như là một cái xe khác tỉnh các quý vị. Còn ở trong nội tại của huyện đó, ví dụ như xe ở trong Biên Hòa, bán Biên Hòa, thì quý vị chỉ ký cái hợp đồng mua bán, quý vị sang tên thôi, không có phải làm thủ tục rút gốc. Đó là cái điểm khác biệt, mua xe cùng tỉnh nhưng mà khác huyện bắt buộc phải rút hồ sơ gốc như là một cái xe khác tỉnh các quý vị. Chỉ có tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu mua bán xe trong cái khu vực các quận với nhau mà không phải là huyện thì quý vị không cần phải rút hồ sơ gốc. Nhưng mà nếu mà mua xe từ các quận huyện mà rút về huyện thì bắt buộc phải rút hồ sơ gốc năm của huyện tại thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Đó là điểm khác biệt từ ngày 21 tháng 5 2022 quý vị.